Hello mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người hai dự án AirDrop. Dự án đầu tiên là nhận token HUNTE token nhá. Thì bây giờ mọi người sẽ vào link mô tả xong rồi một chatbot luôn nhá. Tiếp đến mọi người sẽ join AirDrop. Mọi người sẽ nhận được 20 token HTR nhá. Ok, tương đương với 1 HTR tương đương với 3 đô, 2 x 36 mọi người 60 đô, khá là ngon. À 6 đô nhá. Ok. Mọi người sẽ nhập mã captcha. Ok, đã chính xác. Mọi người bấm zone AirDrop này, zone vào kênh channel của nó, sau bấm đôn. Tham gia, trở lại bấm đôn. Ok, zone vào group của nó, sau đấy bấm đôn. Tham gia. Ok, trở lại bấm đôn. Ok, bây giờ mọi người follow Twitter, sau đấy click đôn nhá. Không biết nó có bắt là copy link không. Theo dõi này. Như thế là được rồi, trở lại. Bấm đôn. À đây, mở Twitter lên, retweet lại bài đăng, gắn thẻ ba người bạn và hashtag này nhá. Copy hashtag này, sao chép này, mở Twitter lên. Đây, thích này, gắn thẻ ba người bạn vào này. Có phải bài nào không nhỉ? Chắc bài này đấy. Ok, sau đấy gắn hashtag vào. Bấm tweet lại. Ok, bấm xem. Bấm sao chép. Dán link vào đây. Ok. Submit kênh YouTube của nó, mở YouTube lên. Bấm đăng ký. Sau đấy trở lại, bấm vào profile của mọi người, copy danh sách phát này, bấm sao chép này, chia sẻ này, sao chép này. Ok, trở lại. Subscribe channel và submit and là sao? Và submit and press. Ok, mình sẽ chắc chắp lại xem nào. Mình sẽ dịch đoạn này xem nào. Gửi ảnh chụp màn hình. À, ok. Ok, ok, ok. Bây giờ này nhá. Mọi người sẽ mở lên. Mở YouTube của nó lên. Rồi. Sau đấy bấm đăng ký rồi đúng không ạ? Bấm đăng ký lên chỗ này, mọi người bấm đăng ký chỗ này rồi. Thì mọi người bấm chụp ảnh màn hình lại. Rồi, trở lại. Gửi cái ảnh chụp màn hình của nó vào đây nhá. Đây. Ok. Cái gì đây? Sao chép này? Ảnh này làm ảnh hồ sơ điện tín của bạn và nhấp vào xong, phải sử dụng ảnh này. Ok, thì cái đoạn này thì mọi người có thể lấy cái ảnh này nhá, thay vào ảnh đại diện của mọi người đấy. Thấy không được. Lấy cái ảnh luôn, thay cái ảnh hình đại diện. Lưu vào sưu tập này, đấy. Mọi người cứ bấm đôn này lát nó làm cũng được. Đôn này. Đấy. Bây giờ mọi người sẽ đi lấy địa chỉ ví BEP20, Truth Wallet. Smetchen, sao chép này, rồi gửi địa chỉ ví BEP20 vào đây, bấm gửi. Ok, như vậy đã xong. Nó mọi người xác thít này. Ok, ok, như vậy đã xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người kèo AirDrop nhận token HUN token này nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người kèo thứ hai. Ok, dự án thứ hai là mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận 600 token Hugo. Thì
mọi người sẽ làm luôn nhé. Bây giờ mọi người sẽ bấm chat, lấy link ở phần mô tả, mọi người sẽ bắt chat này, mọi nhập mã captcha, mọi người chập nhập bừa đi 17+83 rồi mọi người nhập vào. Ok, sau đấy mọi người làm các nhiệm vụ như sau: dồn vào nhóm Telegram này, bấm tham gia, ok trở lại, follow Medium luôn, mở Medium lên follow. Follow. Ok, bấm trở lại. Follow kênh Reddit. Bấm zone. Ok, trở lại. Zone vào nhóm Telegram này. Đã xong đúng không? Follow address, retweet lại bài đăng. Từ từ follow, subscribe kênh YouTube của nó này, like và search này, mở này, YouTube này. Bấm đăng ký này, mở video của nó này. Không có video đúng không? Không có gì để chia sẻ hết. Trở lại này. Follow và retweet lại bài đăng. Mở Twitter lên. Theo dõi này. Kéo xuống này. Bấm vào thích này. Retweet lại bài đăng. Ok. Trở lại. Tiếp đến là follow Twitter. Follow Twitter kênh này. Tiếp. Follow Twitter tiếp này. Mở Twitter lên. Theo dõi này. Tiếp đến là kéo xuống. Bấm vào đây. Thích này. Retweet lại bài đăng. Ok. Bấm trở lại. Sau đấy mọi người sẽ bấm Medium. Mình sẽ nhập lại nhé, bởi vì mình nó bắt mình nhập lại. Ok, bấm submit này. Nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok. Thank you, submit ID with Twitter. Nhập username Telegram mọi người vào. Ok. Nhập Medium, profile Medium của mọi người vào. Mình copy profile my Medium của mọi người vào nhé. Mọi người dán vào đây. Ok, Nguyễn Trung Hùng 90. Ok. Tiếp theo là profile kênh Reddit của mọi người nhé. Mở Reddit lên. Đây, mọi người sẽ vào ba gạch này. Sau đấy mọi người vào phần này. Vào đây. Bấm sao chép. Ok, quay trở lại bot. Gửi nó vào đây. Lại phải nhập lại mọi người ạ. Thế mới cay.
Rồi, dán vào đây. Bấm Z, zoom vào Z đúng không? Đã thêm YouTube của nó rồi, Z. Rồi, copy profile link trên YouTube của mọi người nhé. Copy for profile link YouTube của mọi người, kênh YouTube của mọi người đấy. Bấm sao chép này, kênh của bạn này. Bấm thích này, chia sẻ này. Sao chép liên kết này, sau đấy quay trở lại. Lại phải làm lại rồi. Ok, đến cái phần mà nó bảo chia sẻ lên kênh của nó trên YouTube ấy. Nếu không có thì mọi người bấm skip nhá. Nếu như nó chia sẻ video của nó trên YouTube ấy không có thì mọi người skip này. Skip tắt này, đấy. Bấm Z này. Bấm Z này. Sau đấy mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BEP 20 trên Google Ads. Sao chép địa chỉ BEP 20 trên Google Ads dán vào đây. Ok. Bấm Continue. Bấm vào Support. Tham gia. Ok. Bấm Support Group. Trở lại, bấm complex My Berlin. Ok. Cái nhiệm vụ mà này nếu như ai làm thì làm nhá. Đây, nhiệm vụ này này. Chia sẻ thì làm, còn không nữa thì thôi nhá, thôi bỏ qua nhá. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người kèo Aerosol thứ hai là nhận token Hugo. Mọi người có thể đăng ký ngay bây giờ. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.